sổ hầu. Dạ yeah, cô. Trời ơi. Cũng sổ hầu, cũng sổ hầu. Rồi, mình đi chơi được luôn rồi à. Xuống tới lại được. Trời, xuống nhà mà chạy ổng. Dạ. Để nghe. Xuống tới nhà mà chạy ổng à. Trời ơi, có học đây hả? Ôi trời. Nó đưa mình sợ mình cầm cái này để cho hợp tránh mình. Dạ. Đúng rồi, thôi trời, hết dùng rồi. Hãy dùng rồi chú. Cái đi dùng làm chi mà. Cái ông đi xuống chạy ổng. Đi mình. Ông đi xuống. Cái đi cái đó ra là coi như họ để cho họ tránh mình với xe mấy đứa thấy chứ thấy. Dạ. Bữa nay trời cũng quen rồi. Trời ơi. Đi vòng vòng nữa. Đi ổng xuống làm chạy ổng. Thôi nè, chú đi được luôn nè, đi giống như kiểu đi mà sao đi không có nghiêng ngõ gì luôn á thì. Không nghiêng, không lại chế. Không lại không gì luôn á. Không có lệch chỉnh chứ, không lệch là chú chỉnh chứ. Không lệch quê, viết như đây, đây trạng thái mình á. Ủa mà sao ghê quá đi, ta. Đi. Ủa mà sao dữ vậy chú? Đây là đường đó. Mới tỉnh quay quá nè. Ủa xe kìa. Xích qua cho chá đi nè. Rồi đây đi. Đi thử vào mày. Đi đâu con. Rồi đâu chú coi, con coi thử là có nghiêng cái gì không? Đi có nói không? Đây đâu con. Mấy bữa nay chú đi ra ngoài đường luôn hả? Đi ra đường miết hết á. Đi hết, đi vòng vòng quanh xóm. Xóm đó là đi biển, đi đồ rồi đó. Yeah. Rồi biển là đồ đó đó. Đi quanh hết á. Dạ. Đi quanh. Ông đi xuống tới lại đồ luôn mà. Ghê đó trời. Nhưng mà chạy với lại đồ, mà chạy với xóm. Mà khác đi ra đường trai, đi ra biển xí. Dạ. Con đi trước, con quay đi, chú đi ra, chú đi bình thường. Có người mạnh khỏe lắm, không có. Ừ. Không có sợ sạch chi nữa đó. Giống như người bình thường không có. Không có bệnh hoạn gì không? Đi giống như mạnh mẽ đó. Đi thích đi đâu rồi đi đó mà. Ôi trời ơi. Mới có mấy lần cô hề, mấy lần hề? Mới ba lần mấy. Ê mày. Ba lần là đi ngon lành rồi. À ba lần là đi ngon lành rồi. Ba lần là đi ngon lành rồi. Lần mấy lần bữa thứ hai là đi lần thứ tư đó. Hay. Lần thứ hai là lần thứ tư á. Mà ba lần là đi ngon lành rồi. Trời ơi. Ơi đấy đó chưa? Mừng thiệt cái chứ hề. Không có chân cơ, chân thấp như họ. Dạ. Đi đúng rồi, là đi hoàn khỏe mà. Mà sao bệnh đó thôi không cử động được luôn, mà sao lại hay dữ rồi trời. Con cũng không hiểu được luôn nghe. Bố bị đột quỵ, bố bị liệt luôn, là nữ người luôn. Dạ, là bố đang nằm ở bên giường bên này đó. Nhà của chị thì có được 2 phòng. Dạ. Dạ em chào anh ạ. Bố nói được không chị? Nói được. Dạ dạ. Nó nói chuyện với. Dạ. Là bây giờ là bố là cũng nằm một chỗ vậy đó hả? Nói chuyện đi anh. Trời đó, cho cứu là tập phòng lấy trị liệu. Dạ. Là bị một bên nha chị. Bị một bên trái. Dạ. Có đi đứng gì được không chị? Không được. Liệt không co lên được. Liệt đi không co lên không được hả? Bên đây là không được. Dạ. Cảm giác. Dạ, giờ là mất cảm giác rồi hả? Dạ. Đúng rồi, nó có người á, hay có thời gian là xuống dưới chỗ hoặc lấy trị liệu ở dưới bộ trung á. Dạ. Tập dưới đó cho có máy móc rồi cho nó cũng nhanh nữa. Dạ dạ. Nhưng mà bây giờ không có khả năng, không có người chăm. Dạ. Người ta mới bán. Cuối cùng thôi. À. Ở là rồi chú chú Phúc đó. Mới thầy chữa trị 3 lần là đi ngon lành luôn. À, đi ngon lành. Mà chú là bị tai biến nằm một chỗ đó quý vị, bị liệt nửa một người. Nửa người đó. Nhưng mà chỉ có 3 lần điều trị, giờ chú đi giống như là người bình thường luôn. Trời chắc không mừng, chắc mừng thấy lớn luôn mày, không tưởng tượng nó được luôn mày. Thôi được rồi chú ơi, mình đi về chú ơi. Không mừng quá rồi đi. Đi về. Mình trước mà nay không được đi chứ gì. Đi miết không? Không, ấy là hồi hôm nay biết không được đi, mình thấy không đi được, ông sướng quá. Ông nằm biết như là thoải mái là bắt đầu ông đi được, làm đi trời ơi. Trưa qua ông chán ngủ trưa luôn, ông bảo ông đi cô nào ông ngủ dài thấy, ông đi mua mắt rồi sợ hầu. Đi tìm mà ông tới ông đi ra tới mà đi rồi. Dạ. Ông đi quanh xóm, đi quanh xóm rồi. Không ngờ mà. Dạ. Đi mà coi như ở xóm thì không ngờ mà. Không biết luôn, không ngờ. Sợ hầu luôn mà. Thôi đâu rồi, ở đây đi để trước được nghe. Sách lót sách rồi, sách lót sách rồi đổ đồng vô. Dạ, con bé sao rồi cô? Bé thì cũng rất chưa có tiến triển lắm. Cũng bé thì nói chung cũng lâu quá rồi. Trừ được chân chừng mò hàng nái đấy. Dạ. Cũng mừng nó nói chung lại bên đẹp cũng biết rồi, nó kêu bé ba là anh cũng quay. Dạ. Quay đà anh nhòm rồi. Dạ. Chắp miệng cái miệng rồi, cái cơ miệng rồi cũng cử động nhiều, chắp miệng nút chết.
Nói chung hoạt động nó phải khỏe chút xíu nữa. Nên là coi như rau rớt đồ rẻ rẻ rồi bán quán lại. Bán quán lại. Còn lại cho giờ. Tập đi xe mà. Định mùng 2 anh đi bán đây mà rau còn mát quá. Dạ đúng rồi, bên đây rau mát quá. Bán kiếm đồng. Đây là hơn lượng cục vòn rồi đó nghe. Hơn lượng cục vòn rồi. Nhớ bữa đầu tiên méo mó nhờ hả vậy? Mới đây mà đi nhanh nữa đó. Trời ơi. Lên bé sư phụ, lên bé sư thầy nghe. Lên theo thầy rồi đi theo theo thầy làm đệ tử của thầy nghe chú. Lên làm đệ tử của thầy. Lên làm đệ tử. Đệ tử thì cái chứ. Sắp giỏi ra ông. Con cũng tưởng tượng nổi luôn mà. Kinh khủng mà nó dẫn quá nhanh. Nhanh mà. Không tưởng tượng nổi gì. Có ơi mà hơi thoáng mà đi tỉnh quen đó hả? Yeah. Có ơi không? Không có. Có một không hơi không có ơi. Thiệt luôn đó. Con nghe nó đi được, con tưởng mà chắc đi rụng nhòa chứ à, nghĩ rồi đường đi giống như kiểu dục cai dục đồ trăng luôn đó. Thôi. Hôm đầu tiên đó đi cầm cây đi ra chỗ này cạo cái rau cho nó sạch nữa. Rau để ở nhà nằm cạo xong cầm cây đi ra. Rồi qua ngày hôm sau cái bỏ cây ở nhà cái đi ra cái con nó cứ bướng qua tôi thấy ông cầm cây bữa nay ông bỏ cây rồi. Nó như vậy đó. Cái cửa này là cửa chung vậy đó hả cô? Nó có cái cửa nhà thờ. Cửa nhà thờ. Còn chú là chẳng qua là chú đất phần kia là của chú. Vô bé thăm bé chút thử cái bé. Đó. Bữa nay bác ngủ lanh lắm. Mát thì cũng lại lắm, bác cũng lại lắm. Bé ba đấy hả? Bé ba ơi. Bé ba ơi. Ê. Cũng cười miệng miệng rồi đó. Đó. Em đó. Em là nhấp nháy, bên đây cái miệng, cái cơ miệng nó mạnh lắm. Có uống nước gì được không? Uống nước, ăn được mấy muỗng cháo. Ủa, ăn được luôn á hả? Nút. Đút được luôn hả? Nút được mấy muỗng cháo. Mà không dám đút nhiều, từ từ chắc. Từ từ. Từ từ chưa dám đút nhiều. Bé thì nằm đến 3 năm rưỡi luôn mà. La quá rồi ông thầy. Ông chữa rất là ngon rồi đó. Chữa chăm hết kẹ. Mà sao mà nó ngồi lên luôn á mà. Để ngon lên bình thường đây nè. Đây nè. Ngon lắm, ngon là ngon thành. Mình ngồi ngon lành lắm. Ngồi chắc là mình có xe lan là mình chở anh ra ngoài đường có được không? Anh ra trước nhà đó. Chắc là được. Nhưng mà chưa trời mưa rồi miết thì mình chưa cho anh đi. Chứ còn chắc là đi được. Chụp cũng hơi cứng này. Đây nè. Chụp. Để chọn đúng một cái xe cả ngồi cái thắt cái dây an toàn vô chắn để cho nó thắt dây an toàn nhân ngầu cho khỏe chứ này miết cũng mệt à thấy chưa ngồi đứng quay chưa à nha 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 sáng đầu đại học thì chịu là bị tai nạn 3 năm rưỡi rồi em sống như là không biết gì luôn á. Đây ống này ống ống an này tạo dễ sợ một nơi ấy mát lành không mát lành mát sống kiểu sống sụp bên lành lại đó, nghe cái miệng táp tét miệng miết á chứ mấy bữa là cái miệng đơ cứng nghe táp tét nút cười mặt cái không cười mặt cái mà ba cười mặt cái mà ba ơi cười mặt cái không cười mặt cái đi máu trời cười mặt cái thì bé là nó ăn chay luôn á hả cô? Ăn chay luôn, ăn chay nói chung là từ ngày hai ăn chay á là không có bị mà chạy tới chạy lui viện nữa chứ không nó là cứ chạy tới chạy lui hai năm trước là cứ chạy tới chạy lui viện miết cái bắt đầu từ hồng tháng sáu hồng năm ngúa đó là nói chung nó lạnh nằm bị nó lạnh tới đầu gấu rồi. Dạ. Như là bệnh viện trả về đấy. Về nhà là coi như là thở oxy 5 ngày. Dạ. 5 ngày đây nó là 5 ngày năm đây bắt đầu là ở nhà cái thầu để mời thầy về là cầu an cho ấy. Để cho nó mọc là nó đi cho nó nhẹ nhàng. Dạ. Thế là anh khỏe lại của tạo với ông làm cái tạo hết. Dạ. Giải nghiệp bất.
Rồi mà mời thầy tới nhà là thầy coi như là chị đó quy y chứ. Quy y chứ sang cái cụ ông sang cái là thầy nó phòng cho em ăn chay đi. Dạ. Cho ăn chay từ ngày đến từ là nó đường phết nhị màu á. Dạ. Không co giật rồi chị, không có trở trứng rồi chị đi trở đi rồi ông đi. Chứ hầu trước đó là coi như là 10 ngày nửa tháng là đi viện lần 10 ngày cứ giật, cứ giật. Thấy ăn cũng phết màu á. Ừ. Dạ. Phết nhị màu đó phải giỡn luôn. Nó cứ ăn chay, ăn chay trường từ nói trường luôn đó. Yeah. Cứ náo ăn ở nhà ăn cái náo chốn chay cho chay hắn đó. Dạ. Náo thì mình náo đủ chắc cho hắn. Hắn ăn đó đó, sai nhiễm bơm hết rồi. Dạ. Cứ mà mặn ái đó ngày, nó mặn tỉnh táo không có bị này co giật đó luôn. Chứ con nghe nói cô đó là cứ nửa tháng 10 ngày vậy đó là đó, đi 10 ngày nửa tháng co giật lần, 10 ngày nửa tháng co giật lần. Yeah. Mày cứ đẹp ghé gì mà cuối cùng thành ra gì hay là đã đưa cái hình cho họ nói chị, họ nói chị chưa đưa hình của hắn cho bà con cua này, hắn đẹp, đẹp ghé gì mà cuối cùng hắn giống mày ghê cái hắn này hắn này đó hắn đó đẹp ghé gì đó đó hai mẹ con đây. Trời hai mẹ con giống nhau như đúc luôn á. Hồi đó là mới chắc mới tốt nghiệp hả cô? À, mới thi đại học hả thầy? Mới thi đại học xong đó, đám cưới chị hắn đó. Dạ. Cưới chị con cô hắn đó. Dạ. Yeah. Tội quá. Đó, thầy bé đi làm mà cũng cầm ra rì rì giống y. Giống y cục rác. Bận lắm. Thôi cho nó bán làm chút đi. À. Bởi sao mình có cái xe kìa để cho ngồi cái gì không nhưng mà ngầu đi là từ hồng đến giờ là ngầu ngà cho ngầu mấy lần đến khỏe. Dạ, dạ. không có mệt cũng không có máu lưu thông được đó, không có uống người. Dạ. Ngầu đi nó thích lắm. Dạ. Ngầu la cũng thích lắm, thế làm cũng thích bàn ngầu đi là mấy bạn tỉnh táo người cũng khỏe người cũng rồi đó. Dạ. Tội thiệt á. Ừ. Nào xuống này ăn ngủ hả? Mình ngủ rồi, thấy chẳng bật điện. Trời. Mẹ cũng giỏi thật cái chứ thì cho em 3 năm rưỡi mà thấy sạch, thấy không bị lỡ, không bị gì cho. Lát đây là thầy chữa cái này. Ừ. Thầy đang chữa cái này chẳng bầm nó. Bầm bầm đây đây. Dạ. Thầy chữa cái này, ông thầy máy chẳng ra, vẫn điều hòa cái máu. Dạ. Nó biết ứ đạn nhiều quá, lao nam. Yeah. Điều hòa các bác hết. Vậy bữa lần thấy. Để cái tới qua là tuần khác là bắt đầu là thấy. Thấy bắt đầu thầm đánh ra lẹ. Dạ. Nằm ra lẹ. Trong mềm cơ á. Dạ. Trong thầm cứng cơ quá mà. Mát và đi ảnh nói đó rồi nè. Anh ngủ chơi buồn ngủ, chơi buồn ngủ. Mấy bữa mát sáng, sáng rực á, đau buồn ngủ. Dạ. Ai phải ngủ thì là cho ngủ nghe. Đau buồn ngủ. Tập ra. Dạ cô ơi, thì hôm nay con đến thăm thì cũng có hai chị chia sẻ tấm lòng để giúp cho gia đình của mình. Con đọc cái danh sách hai tên của hai chị rồi con chia sẻ. Có chị Cẩm Trần ở Mỹ là 2 triệu, chị Tiên ở Seattle là 2 triệu, tổng là 4 triệu đó. Còn hôm trước thì con trao cho cô rồi ha, 53 triệu 937 ngàn. Dạ dạ. Cái danh sách này thì Hải cũng có chia sẻ trong cái video trước rồi quý vị ha, cái này cũng chia sẻ lại thôi. Cô bác anh chị nào mà xem mà không có tên trong danh sách thì liên hệ cho Hải nha. Nhưng mà trước Hải chia sẻ thì không có ai gọi hết, chắc là đầy đủ rồi. Sợ nó sai sót là nó mất lòng lắm. Con thì làm rõ lắm mà sợ mất lòng. Dạ được rồi con, 4 triệu cô đếm cho con nha. 4 triệu. Dạ rồi. Cũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Yeah. Cũng cô Nhi giúp đỡ mừng quá đây. Nên chị mà cầm được chừng mô là mừng chừng nái ra nghe, tại vì nói chị là coi như cho rất là nhiều, mừng. Yeah. Lắm. Nên cũng cái mừng nhất là chồng đi được đó, rồi đó. Chồng đi được, cho ông chồng mình đi ngon lành lắm. Đi xuống tới là độ ông trời là đi là coi như là từ đây xuống tới độ là
có mấy trăm mấy cái chứ. Mấy trăm mấy hả? Mấy trăm mấy đó, mà đây đó, đây đây thỏa không đi cai đi cái bụi chân á, đi đi không không đó, mà đây không có lạch ve, không có lạch hụt chân. Không có đi chân cơm thấp như họ đây nè, ở đây được, nhưng mà đây là đi cầu quẹo đi chân cơm thấp hoặc là lạch ve nhỏ không. Không, không đúng đi, không? Bình đây thường giống y mà người bình thường mình đấy đó. Là vậy mà mới hơi thoáng cái máy. Mừng mà quá. Mà ông cài ông chữa là ba lần chữa. Dạ. Ba lần chữa là đi ngon lành luôn, thả cai luôn đó. Mừng quá. Con cũng nghe đó, nhưng mà do là con cũng đi khảo sát mấy cái tỉnh ở miền núi đó nên như hôm nay con mới về, nó thật sự về Đà Nẵng con đi rút tiền, nó gần đây con có ghé vô được con thăm chứ còn con cũng không con đi, nói chung là đó, theo hồi nãy giờ là con nghe điện thoại con bấm liên khúc luôn á. Nói chung là cũng thấy mừng cho gia đình của cô quá, với lại cũng gần đây Hải đi rút tiền, quý vị một số anh chị gửi tiền cho Hải cũng cả tuần rồi, bữa nay mới đi rút về mà để đi đi lên chia sẻ thì... đúng rồi, hôm nay cũng đi lên chia sẻ miền núi đó, nhưng mà do là nghe nói bão vô mưa đó nên là miền núi giờ sợ bị sạt lở nên là chuẩn bị hàng ở dưới này thôi, chờ vài bữa đỡ đỡ rồi đi chứ còn nguy hiểm lắm. Lo hàng hóa trước thôi. Dạ đúng rồi. Còn tiền bỏ rồi từ đây lên sao chứ. Dạ dạ. Rồi cũng cảm ơn hả. Dạ không có gì. Tới chia sẻ cái lòng cầu nấu là để gia đình cô đỡ vất vả. Dạ, dạ. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Dạ, các nhà cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay, có tấm lòng hoàn chân chung tay giúp đỡ cho gia đình của em được vượt qua có khó khăn mà cực kỳ khó khăn này. Dạ. Anh cũng xin cảm ơn mọi người. Nãy hôm qua rất thầm đó thì đổ luôn à. Vô đây này. Này có chị ở nước ngoài. Hai chị nước ngoài đó gửi về cho bóng trị nữa nè. Em hãy em mới trao đây. Dạ, rất cảm ơn với chị ở nước ngoài. Nói chung bây giờ thì em cũng khỏe. Đi dạo quanh xóm rồi đó để cho tập đi với là ở nhà hoạt động để cho nó cơ tay chân rồi nó hoạt động lại. Để rồi sau này cũng mở quán bán lại để cố gắng kiếm giờ đồng để nuôi con chứ còn chẳng lẽ trời mình làm hội cũng khó. Còn mấy chị thì hỗ trợ thì em cũng cảm ơn chứ còn chẳng lẽ bây giờ trời em cứ ngồi ở đó mà em chờ hưởng thì khó chịu quá. Cố gắng tập luyện đó ha. Phải cố gắng để tập luyện rồi mới là cũng có được, có ông thầy cũng bài phước, cũng có ông thầy cũng chữa. Nhanh biết đi rồi, trời biết đi được rồi thì mình cũng phải cố gắng, mình phải tập vượt qua những cái khó khăn này, mình phải tập đi cho mạnh mẽ. Trước là cảm ơn mấy chị nha. Cảm ơn các mạnh thường quân. Với lại cảm ơn tất cả các mạnh thường quân hỗ trợ cho trong cái thời gian bị nói chung là khó khăn hết sức khó khăn đó. Bây giờ chị cũng cố gắng để vượt qua cái sự khó khăn này. Con cũng mừng cho chú á, cô quá con thiệt chứ con nghe con mừng quá chừng luôn á. Đi cái là bổ môn già đi chơi miết á, lủng lẳng đi miết á, đi khòn á. Trưa hôm qua không ngủ trưa. Đi luôn. Có như là 1 giờ là đầu bổ môn già. Sướng gì? Chô cho bệnh đó ngồi lúc này mà. Nằm mệt quá. Nó chờ đúng rồi nó hả qua. Môn già luôn. Từ môn già. Mừng là mừng nhất là coi như có điều hãy đưa tại đây có giới thiệu tại đến đây là mình qua quá từng mà điều trị rồi mình thấy mình sướng quá. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Với lại thế này Hải cũng chia sẻ luôn trên video này là Hải cũng xin lỗi tất cả luôn quý vị đã liên hệ với Hải trong cái thời gian gần qua để xin cái số điện thoại của thầy á. Thì thật sự là do là thầy cũng rất là nhiều việc quý vị. Thầy chữa những nói chung là trong nhiều nơi lắm. Nhiều nơi nhưng mà thật sự thầy không có thời gian để mà thầy chữa, thầy nghe điện thoại hết nên là Hải cũng không sợ là làm phiền thầy. Nếu mà Hải đi chia sẻ hoặc là ai có duyên gì đó thì trong tương lai đó, nếu mà sắp xếp được thì thầy có thể là cùng đồng hành với Hải để mình đi chia sẻ những cái ai mà hoàn cảnh khó khăn mà bệnh tật thì thầy sẽ giúp giùm. Chứ còn bây giờ là thầy không có thời gian nào quý vị. Nếu như cô cũng biết rồi, bữa nó thầy xuống nhà cô đó là cũng mười mấy người đó xuống đây đó, thấy không? Là mà coi như là mới thứ hai giờ đầu á ông đi bất ngờ là năm giờ chiều ông muốn đi xuống. Ủa, nói chung là thầy chẳng thì giờ mô đi giờ đấy thôi. Làm xuống chữa hay cho con mà. Dạ. Ông xuống chữa hay cho con chứ còn không có thời gian. Không có ông tranh thủ ông đi ông trời ơi bị bắt cát miết thôi. Bị bắt cát miết thôi. Nên là quý vị cũng thông cảm bởi vì người mình thì ai cũng có thời gian giới hạn thôi. Còn bệnh tật thì nói chung là rất là nhiều, mình cũng thôi cũng cố gắng và cầu nguyện để cho có duyên được gặp thầy.
Chứ còn Hải thì thật sự Hải cũng muốn là chia sẻ thầy để mà nhiều người giúp, nhưng mà thầy, cái sức của thầy nó cũng có giới hạn, chứ không không thể nào mà thầy thì chữa hết được. Thì có tâm cái đồ rồi mới chữa được, chứ còn cái sạp đủ thứ, nói chung là cái sạp đủ thứ rồi mới chữa được. Chứ đâu phước đất nhờ cô Hồng Phước Đức cũng gặp thầy chứ đâu phải dễ đâu mà. Chứ còn đâu phải dễ đâu. Đó, ông hầu mà mới bị đầu tiên thể vô thấy không? Nằm thì liệt cứng mà khác bù lu bù loa mà bị liệt một bên là không có cử động gì được quý vị. Nhưng mà giờ chú đi nửa người luôn, nửa người luôn, tới một bên này là coi như liệt ấy. Toàn bộ chân tay rồi thì là coi như lên tới cổ này coi như giờ giờ chú giơ tay lên thử sao có được không? Được, giơ tay thì rất bình thường, giơ tay cỡ nào cũng được hết. Giơ cao, giơ ngang, tròn này tròn, thậm chí bóc đồ ăn ăn cũng được. Bánh cờ giờ nào bóc cái này ăn cũng được. Có bánh dù bóc ăn cũng được. Chú vào đây là chú đi rồi, chú có cái tập, chắc tập đi xe này chứ gì? Có, bây giờ thì nói chung là cố gắng là phải hoạt động để mạnh, để tập đi xe, để đi ship vào cho vợ bán bún. Ở này có bán bún mắm mì quảng đó, vẫn còn bán treo đó, mà đồng đó. Dạ, dạ. Số điện thoại đó vẫn còn nguyên đó. Dạ. Vẫn tập đi xe lại, nhưng mà cố gắng tập đi xe. Và đồng thời mình cũng phải còn nhờ thầy nữa. Thầy phải làm sao để mình đi xe được. Ví dụ như thầy ngồi sau mình đi chơi, ngồi trước mình mới vững. Nhưng mà nó cho đúng ra thì ai cũng có cái cơ duyên hết. Nhưng mà mỗi người có cơ duyên khác nhau. Chứ không phải ai cũng bì theo giống như người này bì theo người kia là khó quá. Không thể, không thể được. Nhưng mà có nghĩ rằng cũng có người mà bị như chú, nhưng mà chưa chắc khi thầy tới đây có chú phước rồi, còn có người đó nữa. Họ nói là họ nói là phước chủ mày thầy mà. Chú là chú còn có phước á. Chứ còn không phải ai vừa giờ chữa cũng thấy 100% hết đâu. Như chú thấy đâu. Thầy có giỏi nhưng mà người đó không có vớ thì cũng chịu thôi. Nhưng mà ông thầy cũng có chữa mà ông có nói câu riêng mà mình ấy. Từ hồi nào đến giờ ông chữa biết bao nhiêu là người. Nhưng mà tôi thấy ông là bao nhiêu. Ông là người nhanh nhất. Tôi công nhận là phải nói là ông là người nhanh nhất đấy. Là người mà coi như bình phục nhanh nhất. Chưa thấy ai mà bình phục rồi đó. Nhưng mà mình không chủ quan được. Tại vì bình phục chứ, nhưng mà mình không chủ quan, mình vẫn tin tưởng. Một khi đã thầy đã đến nhà mình đã chữa cho mình là mình rất tin tưởng thầy. Chứ mình không dùng từ chữa thử ông thầy này, ông chữa có bớt không? Không. Chữa là cứ suy nghĩ trong đầu là phải bớt bệnh. Là tâm đó là tự nhiên kìa. Là tự nhiên là mình cảm thấy mình vươn lên, cứ mình cố gắng mình chịu khó mà coi như bắt đầu sẽ vươn lên là cái sẽ. Chữa mà cái đau bây giờ, là bây giờ không biết có ra chi không, có rồi chữa lặng cái đó. Bây giờ tôi đi đi cái cây gậy ban đầu. Nói chính xác là ban đầu đi ra đường không phải mình đi cây gậy là không phải là mình sợ. Nhưng mà đi cây gậy là mình để cho người ta họ thấy mình cầm cây gậy là họ thấy mình cầm cây gậy là họ biết mình bệnh, họ né mình. Chứ không phải là mình sợ té hay là sợ gì. Đi được vài lần, hai ba vòng đi rồi cái là thôi chứ. Trừ họ biết mình rồi là coi như họ thấy mình tới là họ né rồi. Họ để ý là ông này bữa qua ông đi cây gậy. Bữa nay ông không cây gậy là ông cũng yếu rồi. Nên chứ mình cũng vứt gậy ra ngồi đi thoải mái. Nên chứ cơ duyên đó cũng có nhiều cái điều hay đó. Là coi như mỗi người có mỗi cơ duyên, chứ không có thể mà ai cũng giống không nhau bì với nhau được. Nên thì cố gắng là ai phước chủ mà thầy thầy là chữa cũng có cái tâm, đồng thời mình phải có cái tâm tư mình phải tin tưởng để cái mình chữa bệnh, chứ không phải đừng có nghĩ là chữa thử có bớt không, chích thuốc thử có bớt không, mà buồn chơi mà cưới vợ thử về vợ có ở với mình không. Anh ấy còn vui quá. Không, vui lắm chứ. Tại vì đi được là cố gắng đi được chứ. Còn nó nằm mà vui quá. Nằm giờ trừ nó vợ mình cũng đã khổ rồi. Càng thêm con mình còn nhỏ. Con đi học lớp 10. Mới học lớp 10 mà ai chở cho nó đi. Mà học trường chuyên Lê Quý Đôn Túc ở bên quận 3 mà. Quận Sơn Trà mà. Quận nó quận Ngũ Hành chứ hả? Bên Ngũ Hành, Ngũ Hành Sơn á. Túc bên đó mà coi như ai chở đi. Nên như mình phải cố gắng mình vươn lên đi chứ. Đó là cái tâm tư mà chữa bệnh. Tất cả ai mà có bệnh là cũng phải cố gắng phấn đấu. Phải tin tưởng tới thầy. Thật như thế nào đó, mình phải tin tưởng cái động lực của mình. Mình phải phát chấn, phải vươn. Mà nói chung cố nhanh của chú rồi mới có tháng thì. Nhưng ông thầy tính ông thầy chữa ba lần là chưa được thoáng. Chưa được thoáng, 21 ngày. 21 ngày. Cứ từng lần đó mà. Từng lần, ba lần là chưa được thoáng. Thôi con mừng người chú lại cô quá, con cũng thăm chú cô chút rồi con đi về đây. Cảm ơn mọi người ngay, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình, các nhà hảo tâm.
Đã giúp đỡ đặc biệt là thầy đó, thầy chúng mỗi lần chỉ xuống cũng ăn thầy miếng thầy thầy ở trong tim đó, đúng không? Thầy ở trong tim đó, trong tim trong tâm đó, không nói là nó không nói là ông thầy không biết là mỗi lần đi là nhớ tới thầy rồi. Ở đâu đây nghe? Cảm ơn chúc gia đình hả, dạ con hả được mạnh khỏe, chúc hả được mạnh khỏe với lại để mà gia đình mà mạnh khỏe thì hãy mới có thời gian để mà đi lo việc ngùa, những mảnh đời khó khăn khó, những mảnh đời bất hạnh khó. Cảm ơn tất cả mọi người, nói chung là cảm ơn nhiều. Mừng quá rồi. không có lời gì để nuốt nữa em thầy. Quá sức mừng đây. Con đi nghe. Ba ngày.